nhà giàu chẳng chịu sẽ đời anh đi chơi nhà tao tao chơi nu nọ pe đặt cá tua tên tua kia nhà tao nói nu nói nhà nu đẹp pe tiếp lâu nu chơi su sẽ đặt cá lo à thọ đi sau đi chơi nên cái gì thế như là giờ ok pe sẽ đời tên tua kia thế. Good morning. Today we celebrate the fourth Sunday of Easter. I'd like to invite you to gather your family together to join us this morning. Alleluia, lai plan sa cho lo, hoa tai sa cho lo lo tia. Alleluia, alleluia, Christ is risen. The Lord is risen indeed. Alleluia. Alleluia, lai plan sa cho lo, hoa tai sa cho lo lo tia. Alleluia. The Lord be with you and also with you. Let us pray. O God, whose Son Jesus is the good shepherd of your people, grant that when we hear his voice, we may know him who calls us each by name and follow where he leads, who with you and the Holy Spirit lives and reigns one God forever and ever. Amen. A reading from Peter. It is a credit to you if, being aware of God, you endure pain while suffering unjustly. If you endure when you are beaten for doing wrong, what credit is that? But if you endure when you do right and suffer for it, you have God's approval. For this, you have been called, because Christ also suffered for you, leaving you an example so that you should follow in his steps. He committed sin. He committed no sin. And he deceit was found in his mouth. When he was abused, he did not return abuse. When he suffered, he did not threaten. But he entrusted himself to the one who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross so that, free from sins, we might live for righteousness. By wounds, you have been healed. For you are going astray like sheep, but now you have returned to the shepherd and guardian of your souls. The word of the Lord. Thanks be to God. Ngọc bàn chú ra nàng ngọc bè. Tô rong chú rõ yà. Đà vì ra ngọc bàn chú à. Quá tài yà của tô chú rõ yà. Cô chỉ trái chuyện thì đã chỉ. Nơi cháu của nhau họ tê trả rõ mò. Nơi cháu của mọi nhau dễ tụ đê và sợ đỡ sợ. Nơi tròn dì xìa cho cô tụ bì. Nơi cháu của mọi tao tê cư hà, tê kiến giả. Vì nơi luôn bền tỏ có mình. Thái yêu của tao kê mò họ, lúc cư hà đu tròn dì. Cú chuyên trái đá chi phê. Vì con rõ của kê. Có trác cử, thế có trác bản dì. Yo cú chờ cho xe. Con bà ý trong cả tròn đợi cú xuống đìa. Nhớ tỏ cú. Nhớ tỏ cho nên dũ cú hồn đề. Con mốt cho trở cá bằng cú ta hầu. Cú lúc khó phư chờ. Mua trăng tìa. Xuân nu hầu cú xỉ nền. Kế ca xe thế kế lũ trần đại cú. Ta cú xỉ nền. Cú yêu mô nhớ trăng nu hầu hoa tài trề. Ra nhận o, o dê chan tờ y, cầu chua cho nàng cầu chi, ta yêu lùa ua chín ya, lùa môn tàu ya, kê chăng la, trò cụ nê chì, yêu nê ua xuyên tế nhé, vì nê hư chân tu, mà khăn tờ cô yêu chân tu, y lù tiên chì, thầu yêu tàu ua y khó yêu kê, lùa mô yùm lờ, yêu ua tiên nhé, yêu bùa tàu có mèn họ sầu yêu và rong trâu lúa ta sử yêu trồng trâu lúa hè thía mà còn đỡ yêu y lú tiên chỉ nhón đỡ trứng đồ xuống đi à đâu hồ nè còn nè ô linh đờ
vì lăng phán cô tàu châu giỏi nhỉ nó ba nè nua bí chứ cho nê tàu nê chứ tàu ua cháu lì chứ mua y lò lùng khảo tờ khảo nử luôn yêu lò lùa chê nử lò nử chỉ chê lùa nử châu giỏi nhỉ lò nử chỉ ua cho luôn chá lì nử cho xét cho tù dịa chỉ trở cho kênh gia nhá sống tông chùa nữ trí bế cho cháu có bế lưu xế nhẹ và cháu tù chế bế thiên mô cho xế nhau hồ cho kiến gia nữ cho khó xa khó bế rộng lò nhà thầu nê nhớ ý cho gia bóng rộng nhẹ nò nê thi cho lò chùa tù chứ rõ gia và rõ nê cho xế yà hoa tài đù la lù qua chữ đồ trao Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to John. Glory to you, Lord Christ. Jesus said, "Very truly I tell you, anyone who does not enter the sheepfold by the gate, but climbs in by another way, is a thief and a bandit. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeepers opens the gate for him, and the sheep hear his voice. He calls his own sheep by names and leads them out. When he has brought out all his own, he goes ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice. They will not follow a stranger, but they will run from him because they do not know his voice of the strangers." Jesus used this figure of speech with them, but they did not understand what he was saying to them. So again, Jesus said to them, "Very truly I tell you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and bandits, but the sheep did not listen to them. I am the gate. Whoever enters by me will be saved and will come in and go out and find pasture. The thieves come only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. Ne noi jan da mo jong da pe tu hua tai ye su plang ta li ja. Hua tai plang pe cha sa ka lu ko me. Hu hai ka mo ching tia to ne. Tu ching gan da ka to mo ho lung kwa ya. Ha nun je lu ka mo to ho. Mà nè dọa ít tù tù xa tù nhìa thiết tù lư. Tù an gàn tà khó trông mù dọa ít tù chữ rõ dạ. Tù rõ dạ, tù rõ trông lòng khi khó trông trò nử. Chó dạ mù lòng nử lù xua. Nử hô nử chó dạ, nử tòa lơ y lên dù dù lùm bè, nử chó lơ mù. Thảo nử cho chó dạ tà tà lơ. Nếu mà anh thế, trái giá là nước cá, vì là bao nửa lúc xua. Trái giá do hai trò, do hai, do một trò, do chứ một trò lửa tù. Là do khi anh đợi lửa tù, vì là chứ bao lửa tên lúc xua. Giê xu hai giá ba lửa nọ đồ lỡ, ta chỉ là chứ bao tiền nửa hai đá chì đồ lỡ. Giê xu trả cá hai tiền, cú hai khó mơ chân tia cho nè tia cú yò cho ya lúc khó trông ta cho wà tua wà cũng đề yò ít cho tu xa tua nhìa thia tua lư ta sẽ cho ya cú chìm lòng lỡ cú yò lúc khó trông tu tương ca
đại cụ mù nữ yu tài kế chờ nữ yu an ga to cho họ thiết tờ to lò nữ yu an thiết to nụ trà gió tu tu sa chùa tu nia tu lư thiết tu cho xia sư họ cụ mà cụ tu vừa cỏ lỡ to cho xia thiết cỏ lỡ to cho xia lo rủ rủ giờ hoa tài nu màu sầu chân hoa tài phơi nu khăn đồ nơi cha cho cỏ nhớ sầu chân chân nhớ tao bắt tao chết rồi đấy lúc chạy ót xe sầu thâu lòng lỡ lúc chạy đời Giêsu chạy nhau luôn tiếc tên à Giêsu thiên đình cho tư tì một đôi khó xe chờ một người cho chúng tôm nô Giêsu kia cho nên tôm nô Giêsu kia đã lấy cho nên vui lòng tê lỡ cho cái khứ nào cứ hầu cho nhân đôi lần đôi tê vì lên đời thầu Giêsu kia đó là hạt tiền Giêsu giáo lịch tư người theo mua cho giả và luôn nâng ít tuần nâng vui lòng tê đó là bị cho Giêsu hạt tiền nuôi nhà tuần đó Giêsu hạt tiền vui giờ cho cái vui giờ khó chén vui giờ cho máu mua cho xe cú ya khó bỏ kê cú ya tu đê mô cho xe lúc nào bê cún nói yếu xoay tía cú ya lúc khó trông cú ya tu rong chú ra ya bê lo lô yếu xú mô nè tu khen bí trông tờ mà yếu ích cho lô à bê tỏ tó nhuộc ta cho ya tía cho nâng lao lì cú thiên lì bê cho tố là chế ta tó nhuộc ngô thì giờ bây giờ tao nhiêu á, nên thì bây giờ mình nhiêu mà hay à tao nhiêu, thì khi giờ bây giờ chúng ta bị nó ta xin nó hay thì à, giờ Giêsu đã bây giờ ta xin nó, anh ấy đã cả bây giờ tôi khen cho sự đó hay tiền như thế tư, thế rồi cho là lúc Giêsu hay lúc chạy ta xin nó, giờ chỉ là chẳng đó là, thế rồi lúc chạy ta xin nó, giờ anh ấy đã cả bây giờ tôi khen như thế hay thì à, Google, internet, Google, Google. Google, Facebook, là giờ nuôi giờ hay tiệc Google, tiệc họ chơi vào tin này nhiều mu, nuôi giờ hay tiệc Google California, Google America, là nuôi giờ hay tiệc Google cho chua chở tàu họ cam mo coronavirus, thì giờ lúc chơi tại sao, giờ nuôi hay chơi đến nó, thì bây giờ lâu về chỉ tao, thì khi giờ bây giờ lúa, liệu tao tao thì giờ xuôi tao đã chỉ chỉ khó đó nói Giêsu hay cho là luôn đời cho lúc chạy cho lúc chạy đó cho nên đó cho kiến nhau kiến nó cứ nó cầu giờ kiến vấn đề thế thì dùng xe Giêsu thế cho là luôn bây giờ còn là thứ cho thì bây giờ cho mà muốn cho xe bây giờ tôi đem muốn cho xe thì bây giờ thả cho có Giêsu hay luôn nói thì bây giờ lúc khát trông bây giờ tôi trông chưa ra nhà thì cũng chưa hay thì bây giờ nên phần trong tiểu bây giờ chỉ tao nhớ tao liên tục thế bây giờ chỉ tao bảo được chia đi thì bây giờ bảo được khó feeling khó sai kia sai đây là chỉ vì hạt tiền các chỉ nhận được thì luật thả cho hạt tiền luôn khó nó thì chỉ chỉ tao các lối xe thì xe các nhận được mà thiệt thôi cả xử lý là luôn bên nói gì xoay tiền cú giờ lúc khó trông đó giờ cho bé chúng mua đồ ăn sẽ ra chỉ để chỉ các món lúc khó trông đó cho làm một thả hay tiếng lúc khó trông đó nếu mới tuân theo giáo lúc khó trông đó tuân theo giờ tu security guard tuân theo giờ tu lúc giáo khó trông the doorkeeper cái giờ thì Giêsu giờ bé tu giáo khó trông giờ tu giáo bé khó trông vừa cho xe chập lại đi vừa anh chàng xe vừa cho xe thì Giêsu giờ tu giáo lúc khó trông nếu giờ chỉ chế tu nên phải là giờ thì mua cái mua kiện kiện xử lý tài chính đó, giờ Giêsu là tu lì cho cái phe đó, nếu chỉ phút cho cái phe đó cho nó có cho nó cũng cho bây giờ để cho vào nhau lúc chết là, Giêsu chẳng hạn thì cú ya tu trong chú ya, cú chú ya bao cú lúc xưa, thế cú bao cú chú ya cú to là luôn bền rồi, hẳn là nó mà bây mua xin mua ít nhất là loại thì, để chết thì tuần đấy giờ tuổi là chỉ bao luôn.
bé chim mong chim mãi tia tua lim boa. Bé chim bé chim nhát chim lạp bê tia la sa ti tua la qua tìm boa y chan chê chắp lơ li. Bia tia mênu chọn tư em mê chọn chu boa. Itu chu ilu itu chu tư nêu mê chọn boa. Lu chai tata chu la chọn boa mô boa bé tê ha phá ta la chim nhau la chim nhau de chê. Bé chia tia tu chu nda wa ta kho. E nê chua chọn boa mà ni chọn boa bọn lưu chọn kêu ngồi. Chúa đi chăm bùa thì là nhớ đến bồ đề chà là lấy khía bị hai giống lọ giác hà tròn để tụ chư nó khát chơi ở u chợ họ được chợ chiên nữa lười chăm bùa chia lấy tụ chư hồ lấy chỉ bao nữa nó xoay lấy chỉ lọ lấy chỉ là cái kế xếp việc của tụ chư hồ chỉ lấy chỉ lọ đi nếu chúa tụ chư nó hồ tụ bùa chăm bùa để bao tụ chư nó xoay chăm bùa thiên lọ để khăn đời giờ tại giờ chia là gì bao nhiêu chợ chư nó xoay giống của lấy xoay thì chạy ra bỏ tổ chữ lúc xóa thế cũng bỏ của chạy ra là luôn bè bè mong là bè chỉ xóa tiền bè đâu bè tiền chết đi số để chỉ cho nên cũng xa thì mới xem năng tiểu là tiền lấy tiền là tiền tiền bè đồ là tiền chết đi số nhưng là mong tiền là tiền tiền bỏ tiền đó là tiền để tiền đó mà mong tiền trở là khó nuôi dưỡng sức xử lý tổ đề thì mới chỉ tài trợ chỉ là tiền của ở hồ theo hồ nhà tổ đề chỉ ta tao là luôn đó chỉ bỏ lúc xóa đó là cái tiền chờ nó là tiền mì tiền ăn đó và mình cái dùng để là bao khung của này lấy bao là tổ chức lúc xưa tổ chức hai trả là bao khung của tổ chức hai cái ôn đó lấy ôn đến đó giờ khán này khá dễ xoay thì trái là bao là tổ chức trái giá lúc xưa thì có bao của trái giá là luôn bề giờ khán này nó cũng một thời mình chỉ hay thì lúc chết tại sao bên mồm mà mắt rồi nó ai ra thì số ra tụ lúc học trung tụ ra học trung đó thì cũng như bắt đầu quay bị cho xe thì bên cho tụ chẳng những thấy số là bên chỉ cho tụ cảm mạo ta giờ thì bên cho tụ cảm mạo và bên cho tụ chân mạo là những thứ giống của thảm cho nó bị cái thế của chị thảm đấy. Good morning. About 2000 more years ago, while Jesus and his disciples go from place to place, lots of people follow him. While he teaching them, he used the daily activity where they have, most of them are farmers, they raise animals, they have crops. So Jesus referred himself to those that people in the area understand. When he said, I am the way, I am the truth, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the living water. And today Jesus said, I am the door, I am the shepherd of the sheep. This language is very hard for many people to understand. The term that he used is way back 2000 years ago, and only probably the elders may understand some of it, and the younger people may not understand the term that he used, that I am the way, I am the shepherd. But if he are here today, if Jesus is here today and he refer himself to, he probably used something like, I am the internet, I am the Google, I am the Facebook, I am Disney World. Or he could say, I am the vaccine for the coronavirus. Something that the older people may not understand, but the younger people won't understand clearly what he's talking about, that who he is. And so when he said, I am the door, I have very confidence in him that he is, if he is a door, he is a gatekeeper. He will keep the bad people away. If we have some kind of virus like this day, he will protect us from the virus that will come in. Since we're inside, he is the gatekeeper, he is the door. Any bad people come in, he will know. He will not let them come in. He will keep us from any kind of trouble, any kind of virus that will be coming close to his people. Amen.
prayer of the people, Zhong Zheng Jiao Lu Tao, for the sick, Zhan Li, Tai Li, Tam, Anna, Lao Wazong, Diana, Dumont, Ronald, Zhong Wa Wa, Nian Ning Chu Tao, Gong Mong Li, Hope, June, Shirley, Shiva, Chu Chi Ming Tao, Chua Sali, Suhu Xiong Ba, Sophia, Nicole, Tanya, Chu Maya, Chas, Zhou Tua Ya, Nia Zhou Tua Ya, Bernice, Emma, Sister Carol, Nia Nga Tua Li, Rosalind, Nia Xiong Ying Tao, Xiong Ying Tao, Mai Lao, Mai Lao Vu, Va Lao, Yusha, Yurashi Sati, Nian Chun Bi Tao, Elijah Lao, Ellen and Dennis, Jiao Hongbound, La Tua Thanh Du Chi Tao, Betty Marie, Junebird, Fai Tong Li, Ma Va Li, Zer Xiong, Mai Tao, and Maria, Jiao Tao Ta Shi Ning, the deceased, Virginia Lynette Campbell, Jiao Mo Wa Tu Cho, Lo Yo Wa Tu Teng Jeng Su. We remember all our members who served in the armed forces, both local and abroad, especially Dan Zichu Belgian, Ryan Lee, Lytton McClog, Joshua Reske. We remember the Anglican cycle. We pray for the Anglican communion throughout the world and for the most reverend and right honor, Justin Welby, Archbishop of Canterbury, for the Episcopal Church of USA, and the most Reverend Michael Carey, presiding bishop. We offer special prayers for, we pray for the people affected by the coronavirus. May a cure be found to treat those who have been affected by it, and for those who are trying to return home to the U.S. We also remember Good Shepherd Wyndham. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. The blessing of God, Father, Son, and Holy Spirit be with you now and remain with you always. Be shine mu shong ya hao leng bling lu be wa chu nu chang.